Hello, xin chào quý cô chú anh chị và các bạn. Thì hôm nay cũng có một số anh chị yêu cầu là kiếm giùm cho anh chị bộ mè con với giá mềm mềm. Thì ngày hôm nay em có đến đây chuồng trại của anh khách này cũng nhận lời ghi hình và báo giá giùm cho anh một bộ mè con cũng như là hai con bồ cái. Ở đây có một con bồ cái chữa và một con bồ cái lứa bên kia. Đó, bộ mè con này là con mẹ là con kem Pháp, còn con là con cái 3B rất là lực nha cô chú anh chị và các bạn nha. Đó, và xin thông báo đến bà con cô bác anh chị thì giá bò ngày hôm nay khá là yêu thương và rất là mong bà con cô bác anh chị ta hãy chuẩn bị điện thoại, chuẩn bị nhấc máy lên và gọi ngay giùm em ha. Trước mắt của chú anh chị và bạn là con bò đầu tiên. Con này thuộc về dòng bò Bulacin. Con này thì nói về ngoại hình của nó cũng khá là đầy đạm, nó thì thuộc về bò tơ đang mang thai lứa đầu. À, đang mang thai. Con này mang thai được mấy tháng anh? Con này mang thai 6 tháng anh chị nha. Nói về chiều cao của nó thì nó cũng không có cao lắm, nó cũng tầm trung trung. Giá của nó thì giá trị cũng khá là bình thường. À, con này thì bông ức nha anh chị nha, bông ở dưới ức kìa đó, anh chị thấy không? Có sao thì nói vậy để cho bà con cô bác anh chị chúng ta liệu mà mua ha. Con này xin chốt giá cho bà con cô bác anh chị giá là 22 triệu, tơ đang bao chữa lứa đầu, mang thai 6 tháng bao chữa nha anh chị nha. Chốt giá cho anh chị giá 22 triệu đó, anh chị thấy cái giá hợp lý chưa? Hợp lý chưa? Hợp lý thì nhấc máy lên gọi ngay cho em đi. Và kế bên là một bộ mẹ con cái 3B rất là lực luôn, và con mẹ là mẹ kem Pháp đẻ lứa đầu. Bộ mẹ con này xin báo giá trực tiếp công khai cho bà con cô bác cũng như quý anh chị luôn. Con này chốt giá cho anh chị hai mẹ con này có giá là 23 triệu. 23 triệu đã nói rồi, ngày hôm nay là cái giá bò phải gọi là rất là hợp lệ cho bà con cô bác anh chị chúng ta chọn lựa mua rồi mà nhấc máy lên gọi ngay giùm em đi. Chân móng đi đứng hoàn thiện, không áp xe, không trật lỗi gì hết nha. Và em đã có mặt tại huyện Ba Tri của tỉnh Bến Tre, huyện Ba Tri của tỉnh Bến Tre anh chị xem. Đó, về ngoại hình của hai bộ mẹ con này, tình trạng chân móng đi đứng thì hoàn thiện, không áp xe, không trật lỗi gì hết nha. Và kế bên chúng ta sẽ có một con bò kem Pháp cọp. Con này thì được tầm khoảng từ 6 tháng rưỡi bò. Nói về ngoại hình của con bò này thì em chấm cái điểm khá là cao, bởi vì con bò này cái vàng yếm nha, rúng của nó nè. Yếm nè anh chị xem, rúng của nó nè, và chân móng của nó đây. Con này thì chiều cao của nó khoảng tầm 1m13-14, và con này khoảng tầm 7 tháng bò. Và chốt giá cho anh chị cái giá là 15 triệu ha. Đầu trụi lũi luôn nha, đầu trụi lũi luôn. Và con này thuộc về dòng kem Pháp cọp. Chốt giá 15 triệu. Anh chị nào gần xa có nhu cầu muốn mua thì chị có thể liên hệ trực tiếp với em ha. Nói chung là tiền nào của nấy, bò bò đẹp thì giá trị của nó cũng phải đẹp chứ sao, đúng không cô chú anh chị và các bạn? Đây anh chị xem đi, cảm thấy thích muốn mua thì liên hệ ủng hộ giùm em nha. Thì hiện bây giờ em đang có chuyến xe chở bò về Bảo Lộc, Lâm Đồng à, cũng như là ở Đồng Nai, Bình Dương. Anh chị nào có nhu cầu thì chúng ta có thể liên hệ với em ha. Bò kem Pháp cọp nè, 15 triệu chốt giá cho anh chị luôn, coi dàn lưng của nó. Đó, thấy phê chưa? Bò nè. 15 triệu tiền nào thì của nấy anh chị nha. Tại sao bộ mẹ con vậy mà đã lứa đầu mà nó giá có 23 triệu mà con này tới 15 triệu nó giá chỉ có 8 triệu thôi cho anh chị và các bạn. Nên cái giá bò ngày hôm nay thì em nói là cực kỳ yêu thương cho bà con cô bác anh chị chúng ta có thể lựa chọn ha, những anh những chị, những cặp vợ chồng chúng ta mới ra riêng ha, hay những cô chú nào chúng ta đang trong cái giai đoạn chuẩn bị nghỉ hưu, làm việc công chức nhưng mà đang chuẩn bị nghỉ hưu, hoặc là những anh chị nào chuẩn bị cho cái mùa mưa tới để dọn dẹp những cái cỏ trong vườn nhà mình, thì hãy chọn lựa ngay cho mình những cái con bò trong cái video này, bởi vì giá bò ngày hôm nay khá là mềm để cho anh chị chúng ta lựa chọn nè. Chốt giá lại cho anh chị nha, con này có giá 22 triệu bao chữa 6 tháng luôn. Anh chị thấy không? Bò thì không có bệnh hoạn gì nha, bò thì không có trật lỗi gì nha. Khi mà giao đến thì bà con cô bác anh chị chúng ta sẽ được quyền kiểm tra lại trước khi thanh toán, sẽ được quyền dẫn bò đi tới đi lui, đi kiểm tra về ngoại hình, kiểm tra về tình trạng sức khỏe của nó rồi mới thanh toán tiền. Và đối với bộ mẹ con này thì bên em sẽ nhận bật chế độ bảo hành cho anh chị vấn đề như là lòi lú hí tử cung nè. Nếu như mà anh chị mua về trong vòng 3 tháng đầu tiên anh chị mua về mà có hiện tượng mà lòi lú hí tử cung của bò mẹ thì bên em xin nhận lại và hoàn tiền đầy đủ cho cô chú anh chị và các bạn luôn ha. Còn bò đối với con bò B này thì bên em sẽ không có chế độ bảo hành gì khác, ngoài khi mà giao đến thì anh chị chúng ta sẽ được quyền kiểm tra trước khi thanh toán, sẽ được quyền dẫn bò đi tới đi lui, đi kiểm tra về ngoại hình, kiểm tra về chân móng và tình trạng đi đứng của nó rồi mới thanh toán tiền cho có tài đi về. Đó là những cái mà em muốn nói đến, những cái hình ảnh mà em muốn gửi đến bà con cô bác như quý anh chị đã và đang xem chương trình này. Và cuối cùng thì em cũng xin đo thử chiều cao để cho bà con cô bác anh chị chúng ta xem cái chiều cao của những con bò này. Ok, mình ước lượng ra bức tường là cây cột trước khi mà mình mua ha, mình quyết định mình
quyết định xem coi chiều cao này với những hình ảnh và những thông tin này mình coi cho mình có thích hợp hay không. Cảm thấy thích muốn mua thì anh chị liên hệ ủng hộ em ha. Chốt giá con này có giá 15 triệu, chiều cao tại phía sau khu khoảng 1m13. Bộ mẹ con này chiều cao tại phía sau khu là 1m35. Bộ mẹ con này chốt giá cho anh chị với giá là 23 triệu. Còn một cái tơ chữa này thì nói chung là nó sẽ trên 1m3 là chắc rồi. Con này 1m31 ha, chiều cao tại phía sau khu là 1m31 và chốt giá cho anh chị giá là 22 triệu, bao chữa 6 tháng. Rồi thì con bò này mình phải về nhà thăm khám lại trong vòng 3 ngày đầu tiên anh chị nha, phản hồi cho em biết là bò có thai hay không. Nếu mà không có thai thì bên em xin nhận lại và hoàn tiền đầy đủ nha anh chị nha. Rồi xin thân ái kính chào, hẹn gặp lại của chính chị và các bạn video kế tiếp.